Vâng, còn tại Mỹ, sau khi mà đổ bộ với sức mạnh khủng khiếp thì siêu bão Irma đã khiến cho nhiều khu vực ở Florida rơi vào tình trạng tê liệt. Đây cũng là thời điểm mà các cơ quan cứu hộ khẩn cấp ở Florida căng ra như dây đàn khi mà liên tục nhận được những cuộc gọi khẩn cấp từ người dân. Tuy nhiên thì nhận được cuộc gọi là một chuyện, còn có thể đến được hiện trường để giúp đỡ các nạn nhân hay không lại là một câu chuyện khác. Có thai phụ thì đã phải tự xoay sở để sinh con khi mà cô không thể đợi được vị bác sĩ đang bị mắc kẹt ở trong cơn bão Irma. Dù ngoài trời giông tố bão bùng nhưng mà một phụ nữ tại khu vực dân cư Little Haiti ở thành phố Miami, bang Florida cũng không thể trì hoãn việc sinh con. Thật không may vì khó khăn trong khâu di chuyển, các bác sĩ và nhân viên y tế đã không thể tiếp cận để giúp đỡ người phụ nữ ấy kịp thời. Không còn cách nào khác, một nhân viên khẩn cấp địa phương đã quyết định gọi điện thoại nói chuyện trấn an người phụ nữ trên. Đồng thời nhân viên này cũng hướng dẫn để cô hạ sinh đứa bé ngay tại nhà vào sáng ngày 10 tháng 9 trước khi được đội nhân viên khẩn cấp có thể đến và đưa cả hai mẹ con đến bệnh viện. Được biết thai phụ này đã hạ sinh một bé gái và hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện Jackson.